Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dư luận phản đối đề xuất bù lỗ cho ngành điện của ông Nguyễn Thiện Nhân Ngày 24 tháng 5, VOA Tiếng Việt có bài Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân gợi ý chi ngân sách 130.000 tỷ đồng để ngành điện cắt lỗ Theo quan sát của VOA, đại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân hôm 23 tháng 5 đã đề xuất chi số tiền lên đến 130.000 tỷ đồng để giúp cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cắt lỗ. Khi Quốc hội họp bàn về dự thảo luật giá sửa đổi, nhiều người dân phản ứng trên mạng xã hội về ý kiến của ông Nhân cho rằng nó không hợp lý và có tính chất bảo vệ nhóm lợi ích. Hình ảnh bài trên VOA Theo VOA, một số báo Việt Nam, trong đó có Thanh Niên và Sài Gòn Giải Phóng trích dẫn phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân, một trong những đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc hội cho hay trong 3 năm từ 2021 đến 2023, EVN có thể bị lỗ tổng cộng hơn 100.000 tỷ đồng trong sản xuất điện bằng 49% vốn điều lệ. Ngoài ra, tập đoàn này vẫn đang nợ các khách hàng 19.700 tỷ đồng đến hạn phải trả nhưng không có tiền để trả, theo các bản tin trong nước. Các báo trong nước dẫn lời phát biểu của ông Nhân trong phiên thảo luận của Quốc hội cho biết rằng đến năm 2024 nếu giá điện không tăng, có dự báo là tổng lỗ tích lũy của EVN qua 4 năm sẽ còn tăng thêm nữa nằm trong khoảng từ 112.000 đến 144.000 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa là tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ mất từ 54 đến 70% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Thiện Nhân, người từng giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nêu ra ý tưởng lấy tổng vốn đầu tư công gần 130.000 tỷ đồng không sử dụng của năm 2022 để cắt lỗ cho EVN. Và như vậy, tập đoàn này sẽ chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, truyền thông nhà nước cho hay. Tường thuật của báo chí nhà nước cho biết vị đại biểu quốc hội nói rằng nếu thực hiện đề xuất này thì việc này sẽ giúp tập đoàn nhà nước lớn nhất Việt Nam không tiến tới trạng thái sắp phá sản vào năm 2024 mà sẽ phát triển bền vững lý giải về gợi ý của mình ông nhân nói rằng lâu nay nhà nước điều tiết giá điện ở việt nam bằng mệnh lệnh hành chính chứ không chi một đồng nào theo ông phương pháp điều tiết giá đang làm hiện nay của nhà nước mà ông gọi là không hỗ trợ doanh nghiệp hoặc hỗ trợ trực tiếp cho người dân đã đẩy evn vào cảnh thua lỗ xem xét các yếu tố đó từ góc nhìn của mình đại biểu nguyễn thiện nhân đề nghị Luật giá sửa đổi cần có thêm nội dung nói về nguyên tắc quản lý điều tiết giá của nhà nước. Theo đó, nhà nước phải có nguồn lực tài chính công và dự trữ hàng hóa phù hợp với điều tiết giá. VOA cho biết, dư luận trên mạng xã hội bao gồm tiếng nói của những Facebooker có nhiều ảnh hưởng như nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diện, các nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Tiến Tường, Hoàng Linh, Nhà văn Phạm Viết Đào phản đối đề xuất của ông Nhân về việc dùng 130.000 tỷ đồng để giúp EVN cắt lỗ. Hình ảnh một status ngắn trên trang cá nhân của nhà báo Nguyễn Tiến Tường phản đối đề xuất của ông Nguyễn Thiện Nhân. Họ cho rằng EVN phải chấn chỉnh hoạt động của chính mình để không bị lỗ, bên cạnh đó, thanh tra nhà nước cần vào cuộc để làm rõ vì sao tập đoàn nắm thế độc quyền này bị thua lỗ kéo dài đồng thời không được dùng tiền ngân sách, tức tiền thu thuế của người dân để hỗ trợ cho EVN. Theo tìm hiểu của VOA, số tiền 130.000 tỷ đồng cao hơn tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế là 120.112 tỷ đồng. Con số này được nêu trong một báo cáo của Bộ Tài chính với Quốc hội cách đây một năm. Số tiền dự kiến giúp EVN cắt lỗ cũng gần bằng một nửa của dự toán chi thường xuyên lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 2022 là gần 276.000 tỷ đồng, theo một báo cáo của chính phủ vào tháng 12 năm 2022. Không chỉ thường xuyên kinh doanh thua lỗ, dù nắm độc quyền, EVN còn không bảo đảm được nguồn cung điện tiêu dùng và sản xuất cho dân. Thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng mất điện cục bộ tại nhiều tỉnh, thậm chí Hà Nội còn lên cả lịch cắt điện luân phiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Dư luận phản đối đề xuất bù lỗ cho ngành điện của ông Nguyễn Thiện Nhân. Câu chuyện thiếu điện ở xứ Thiên Đường Ngày 21 tháng 5, blog Gió Bất trên AFA có bài đã đến đích Thiên Đường. Tác giả hài hước đặt vấn đề, dù cứ lặp đi lặp lại công thức mỗi nhiệm kỳ đại hội đảng cả nước ta lại tiến lên một bước chủ nghĩa xã hội. Cho dù đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng cũng băn khoăn bối rối vì chưa biết bao giờ mới tới. Nhưng nếu lấy phân phối bao cấp, cơ chế xin cho vàng son mẫu mực làm tiêu chí, mô hình xã hội chủ nghĩa, thì sau đại hội 13, ánh sáng vườn đông của chủ nghĩa xã hội đã lóe lên sáng chói. Hình ảnh bài trên blog Ifa. Theo đó, tác giả chăm chọc, năm 2022, cả nước đã văn minh hoành tráng xếp hàng mua xăng dầu theo định mức 30.000 đồng. Thì năm nay, hành khúc cướp điện luân phiên đã ngày càng dồn dập. Nếu hàng hán kéo dài, bản vàng tích nước trên thượng nguồn sông Mê Công, thì viễn cảnh tươi đẹp là phân phối gạo theo đầu người sẽ tái hiện. Đồng thời, ngành y tế cũng đã tiết kiệm ngoại tệ, ngân sách rất lớn, tẩy chay, không nhập thiết bị y tế, thuốc đặc trị của bọn tư bản dãy chết tái sử dụng dao mổ, máy cũ, thuốc men. Tỷ suất sinh và tử cũng được cân đối, cân bằng, mà không cần vận động sinh đẻ có kế hoạch các cơ sở hỏa tán được tăng thu nhập nhờ hoạt động hết công suất. Tác giả mỉa mai rằng không cần đến tiến sĩ, kỹ sư, người dân đều biết Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm hai mùa mưa nắng. Điện lực cũng như các ngành kinh tế khác không thể không xem xét các yếu tố này khi xây dựng chiến lược kế hoạch của ngành hình ảnh evn kêu gào thiếu điện do thủy điện cạn nước thế nhưng tác giả nhạo bán mãi đến trung tuần tháng 5 khi nguồn nước cho thủy điện đã cạn kiệt thì ngành điện lực và bộ công thương mới cuốn cuồng họp khẩn để bàn chuyện thiếu điện như người vừa du hành từ ngoài hành tinh trở về bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã chủ trì buổi làm việc với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp evn bvn tkv và Tổng công ty Đông Bắc về kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia trong những tháng cao điểm nắng nóng năm 2023. Đại diện EVN kêu cứu, việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng sẽ rất khó khăn, đặc biệt hệ thống điện miền Bắc phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lớn. Tác giả dẫn yêu cầu mâu thuẫn của ông Nguyễn Hồng Diên trong bất cứ hoàn cảnh nào hệ thống điện quốc gia cũng phải được đảm bảo do đó evn phải thực hiện ngay việc phát động phong trào tiết kiệm điện trong toàn ngành phối hợp với các tỉnh thành khách hàng sử dụng điện lớn cùng chung tay tiết kiệm điện tác giả so sánh nói ngành điện phải đảm bảo nhu cầu xã hội muốn bảo đảm thì phải tiết kiệm thì cũng giống như bảo ngành lương thực không thể để dân chết đói mà nếu không muốn đói thì không được ăn no tóm lại là tác giả châm biếm ngay giữa khi nắng nóng toàn xã hội đang cần điện nhất, Bộ Chủ quản và ngành điện lực đã ép cả xã hội phải vui vẻ tiết kiệm điện sau khi tình thương mến thương tăng giá điện từ đầu tháng 5. Hình ảnh tình trạng cắt điện luân phiên. Tác giả cho biết, theo sau tăng giá điện, tiết kiệm điện sẽ là cướp điện. Báo Tuổi Trẻ đưa tin nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh bị cắt điện hàng quán tạm nghỉ. Tương tự, Hà Nội lên lịch cắt điện nhiều địa điểm, có nơi cắt điện liên tiếp 2 ngày tác giả dẫn lời ông trần việt hòa cục trưởng cục điều tiết điện lực cho hay nhiều hồ thủy điện thiếu nước gây thiếu điện và đặt câu hỏi thật sự có phải việt nam đang thiếu nguồn cung điện tác giả nhận xét thực tế chừng như ngược lại việt nam chỉ thiếu điện do tổng công ty điện lực việt nam sản xuất và phân phối nhưng còn thừa rất lớn nguồn điện mặt trời điện gió do các cơ sở tư nhân sản xuất nhưng không được evn tiếp nhận thu mua Điều bất hợp lý là điện gió, điện mặt trời là điện sạch, không có tác hại môi trường. Lẽ ra phải được tận dụng và giảm công suất các nhà máy điện than, nhiệt điện. Nhưng EVN vẫn làm chuyện mà người thường cũng nhìn thấy là lãng phí bất công. Vì là đơn vị phân phối độc quyền nên EVN chèn ép giá cả làm điện gió, điện mặt trời không thể bán hoặc bán với giá rẻ mạt. Tác giả tiếp tục mỉa mai rằng những bất cập ấy nếu ai góp ý kêu than thì sẽ trở thành phản động chống đối chính quyền lợi dụng quyền tự do dân chủ và cánh cửa thiên đàng đang mở ra trước mắt quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin câu chuyện thiếu điện ở xứ thiên đường quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo chấm đề.